Đó. Và ở đây chúng ta thử nhìn một cái câu nói này, thời thế tạo anh hùng, có phải vậy chăng? Tức là cái thời thế bây giờ là cái thời bình, nó không tạo được anh hùng, có phải vậy chăng? Thế theo các bạn, thế kỷ thứ 17 có một cái quả táo rơi vào đầu ông Newton. Sau đó khoảng 20 năm, 30 năm ông ta đưa ra được cái luật hấp dẫn và ông ta trở thành một trong những nhà bác học vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại. Và toàn bộ vật lý chúng ta được học nha là liên quan đến ông Newton vô cùng nhiều. Vậy theo các bạn, cái quả táo rơi có phải là thời thế tạo anh hùng không? Hay bản chất quả táo lúc nào mà chả rơi, lúc nào cũng có thời thế hết? Đến bây giờ các bạn ra vườn táo, táo nó vẫn rơi mà. Nhưng tại sao nó không tạo ra anh hùng, mà tại sao nó rơi vào đầu ông Newton thì lại tạo ra anh hùng? Có phải là do ông Newton có năng lực trăn trở lớn không, thao thức lớn không? Rơi vào đầu cái ông thao thức liền, ủa tại sao quả táo lại phải rơi xuống đất nhỉ? Sao nó không rơi lên trời? Sao nó không bay ngang? Các bạn thấy chưa? Nhưng vậy là cái gốc của nó không phải là thời thế tạo anh hùng, mà cái gốc của nó là các bạn có những trăn trở đủ lớn chưa. Đặt một câu hỏi, vậy gà công nghiệp có năng lực trăn trở lớn không? Gà công nghiệp, gà chạy bộ, gà rừng và đại bàng thì con nào có năng lực trăn trở lớn? Gà công nghiệp nó phát triển một tí, nó thoát khỏi cái vòng tròn an toàn, nó thành gà chạy bộ. Gà chạy bộ lại tiếp tục phát triển lên một tí, thoát khỏi cái vòng tròn an toàn là cái vườn, thì nó mới biến thành gà rừng được. Cực kỳ tự lập, va đập rất nhiều trong đời sống và có thể tự thoát khỏi sói săn. Rồi trong hàng trăm hàng nghìn con gà rừng sẽ có những con lột xác biến thành đại bàng, nó trở thành thủ lĩnh đích thực. Vậy theo các bạn, cái giai đoạn nào, cái con nào nó mới thực sự có những trăn trở lớn? Rõ ràng gà công nghiệp không thể có trăn trở lớn, vì nó được bị rũ ngủ trong cái chuồng gà, dù cái chuồng gà đó là căn biệt thự, dù cái chuồng bằng vàng. Con gà chạy bộ bắt đầu có trăn trở lớn, bắt đầu có những thắc mắc nhưng chưa có lớn lắm, vì nó vẫn bị trói trong cái vườn nhà nó thôi. Nhưng đến khi gà rừng là trăn trở lớn, nó không trăn trở lớn thì nó không tồn tại được đâu, nó sẽ bị cái thiên nhiên trong rừng diệt nó. Mà đến khi thành đại bàng thì tầm nhìn của nó từ trên cao nó nhìn xuống, nó có những góc nhìn rất đa chiều nên tầm nhìn nó vượt thoát. Vậy chỉ có gà rừng và chỉ có đại bàng mới có năng lực trăn trở lớn. Vậy chúng ta đã làm gì với đời mình để chúng ta thoát kiếp gà công nghiệp? Chúng ta đã làm gì với đời mình để chúng ta thoát kiếp cái lồng bằng vàng mà chúng ta đang gọi đó là thành công, chúng ta đang gọi đó là hạnh phúc? Chúng ta vẫn đang gọi là cái sự hưởng thụ là thành công đấy, kiếm được nhiều tiền để hưởng thụ là thành công đấy. Làm thế nào để chúng ta thoát được cái vòng tròn đó nha? Thì đây là cái bài toán khó. Đây là cái bài toán khó. Nên ông Newton ông có câu nói cũng rất nổi tiếng này: tôi có thể tính được chuyển động của các thiên thể nhưng không tính được sự điên rồ của con người. Con người của chúng ta lao đi kiếm tiền rồi chúng ta rất điên rồ, và rồi nó cứ luẩn quẩn trong cái vườn đó thôi. Và chúng ta nhìn lại toàn bộ các vĩ nhân, là thời thế tạo anh hùng hay bản chất thời thế lúc nào cũng có, rồi họ xuất hiện là anh hùng nó xuất hiện. Nên chúng ta mới thấy cái điểm chạm, những điểm chạm này nó quyết định các bạn thực sự có vươn mình đứng dậy hay không. Và cái tầm nhìn, cái chiều sâu tâm thức này nó quyết định các bạn thực sự chạm được vào ý nghĩa cuộc đời hay không, là nó nằm ở mấy cái điểm chạm này thôi nhá. Trong những cái điểm chạm á thì nó có một cái tiến trình rất đặc biệt, nó gọi là tiến trình chuyển hóa tâm thức, tiến trình thay đổi vận mệnh, tiến trình chuyển nghiệp. Nói theo ngôn ngữ của đạo Phật gọi là tiến trình chuyển nghiệp, nói theo ngôn ngữ của đời sống bây giờ gọi là tiến trình phát triển bản thân theo chiều sâu. Nói theo ngôn ngữ của Đông Phương học của chúng ta, những cái môn hơi thần bí một tí, tử vi phong thủy nhân tướng, gọi là tiến trình thay đổi số phận, thay đổi vận mệnh. Đó. Còn nếu mà các bạn cứ suy nghĩ đơn giản, đây chính là quá trình phát triển bản thân. Thì cái quá trình phát triển bản thân ấy, nó cũng có bốn cái điểm chạm, bốn cái điểm kích hoạt. Thì cái tiến trình này hàng nghìn năm rồi thì Đức Phật đã đúc kết cho chúng ta. Ngài gọi bằng có ba chữ thôi, là văn, tư và tu. Muốn những cái tầng nhận thức, cái sự hiểu biết của chúng ta đào bới được vào chiều sâu, trí tuệ nó nở hoa, thì buộc các bạn phải đi qua ba cái giai đoạn: văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ. Nhờ học lý thuyết mà trí tuệ được kích hoạt,
nhờ tư duy mà trí tuệ được kích hoạt, và nhờ tu tập, nhờ rèn luyện thực tế mà trí tuệ được kích hoạt. Văn, tư và tu. Nói theo ngôn ngữ bây giờ là các bạn phải đi qua một tiến trình học, hiểu và hành. Có học thì phải có hiểu phải có hành rồi lại phải quay lại học. Học rồi lại quay lại hiểu lại quay lại hành. Và cái tiến trình này nó chạy hàng nghìn, hàng chục nghìn lần trong suốt cuộc đời chúng ta. Và tiến trình này không bao giờ dừng lại. Cho đến lúc chúng ta chết, tiến trình này vẫn vận hành. Theo đạo học nha, chúng ta chết, tiến trình này nó vẫn vận hành nha, chứ nó không dừng lại đâu. Và chúng ta để ý rất nhiều người đến năm 23 tuổi bước khỏi cổng trường đại học, và từ đó tiến trình này không xảy ra nữa. Họ lấy cái bằng đỏ, họ gặm cho đến già rồi đến chết. Và chúng ta gọi đây là vấn nạn của học giả, bằng cấp của chúng ta. Chúng ta mắc kẹt vô bằng cấp. Tôi là cử nhân, tôi là bằng đỏ, thủ khoa đại học thất nghiệp. Chỉ có ở Việt Nam thôi. Tôi lên trên mạng tôi search chữ thủ khoa thất nghiệp bằng tiếng Anh, tôi không thấy nước nào xuất hiện cả. Nhưng riêng ở Việt Nam mà search thủ khoa thất nghiệp thì vô số bài báo đăng. Nhưng tôi thấy Việt Nam là một đất nước rất kỳ lạ, có thể ghi vào kỷ lục thế giới được, là thủ khoa mà lại thất nghiệp. Thế kỳ lạ không? Vì sao? Vì chúng ta bị mắc kẹt ở chữ học. Thủ khoa thất nghiệp, cái chữ hiểu và chữ hành nó không có thì làm sao nó đi xin việc được? Nó đi xin việc được 1-2 tháng bị đuổi việc. Vì muốn làm việc thì phải hiểu việc, và muốn làm việc thì phải hành việc. Thực hành được công việc đấy thì lập tức được tăng lương, lập tức được xếp trọng dụng. Còn đây chỉ có học thôi, xong toàn lý thuyết suông bơm ra thôi, xong lại lấy tay năm ngón để chỉ người, vì tao là thủ khoa mà. Thì 2 tháng mà nó giữ lại là may, tôi nghĩ sự 3 hôm nó đuổi việc rồi. Đấy. Nên đây là một tiến trình rất quan trọng mà chúng ta lãng quên. Có học phải có hiểu phải có hành. Và cái con số ở đây tôi để 10, 20, 70% là con số tương đối. 10% thời gian dành cho học thì phải dành gấp đôi thời gian để hiểu nó, để đào sâu vào nó, để ngẫm nghĩ về nó. Và chúng ta phải dành gấp 7 thời gian để thực hành nó. Hành động đi, quyết liệt đi, chuyển hóa đi. Đó. Thì đây là con số tương đối nha. Còn con số mà chính xác hơn thì có thể nó là 1 là 10 và 90, 1 là 9 và 90. Học là 1 thì phải suy nghĩ là 9, và thực hành có thể là đến 90 thôi. À. Và trong cái tiến trình học hiểu hành này này, thì chúng ta thấy cái giai đoạn học, mặc dù giai đoạn học nó không quan trọng nha, nhưng mà toàn bộ thời nhỏ cho đến năm 22-23 tuổi, chúng ta bị dính vào giai đoạn này. 1/3 cuộc đời của chúng ta là ở giai đoạn học, nên nó cũng quan trọng đấy nha. Mặc dù chúng ta bị kẹt vào lý thuyết, nhưng nó vẫn rất quan trọng, vì lệ thuộc vào ông thầy. Vị thầy nào kích hoạt được tinh thần học hỏi của chúng ta đi vào chiều sâu, chúc mừng. Tại sao ông Edison bị đuổi học mà tại sao vẫn thành một nhà phát minh? Vì mẹ của Edison chính là một vị thầy vĩ đại. Người mẹ đã kích hoạt được tinh thần học hỏi của đứa con. Người mẹ sẵn sàng mua sách về cho con, sẵn sàng cho con được làm những thứ nó thích, chế tạo máy móc, chế tạo tên lửa, tự làm báo. 10 tuổi Edison đã tự đi bán báo, và báo là do ông tự làm. Tức là cách in ấn, in lụa như nào, hay là in bản kẽm ra sao, cái kiểu đó thì tôi không rõ nét. Nhưng cái giai đoạn đó là ông Edison ông tự làm báo. Và ông ta đi bán báo ở những cái ga tàu lửa. Và khi ông ta đi bán chăm quá, cứ nhảy lên toa này bị đuổi xuống lại nhảy lên toa kia, thì những cái người bảo vệ, những cái người soát vé ở toa giận. Cái thằng bé này nó bán báo dai như đỉa, mới lấy tay tát ông một cái, vô tình tát vào một bên tai của ông, và ông ta bị điếc một bên tai. Nên từ đó trở đi Edison là điếc có một bên tai thôi, còn một bên tai vẫn nghe được. Và về sau Edison lại rất cảm ơn cái người tát vào cái tai mình. Vì ông ta tát vào tai tôi nên tôi nghe người ta nói ít hơn, nên tôi yên tĩnh để mà tôi thí nghiệm. Thị phi nó không lọt được vào tai tôi, nó còn lọt vào có một lỗ tai thôi. Nên ông sướng quá. Nên nhá, cái giai đoạn học thì cực kỳ quan trọng vào vị thầy. Các bạn mà chọn đúng được vị thầy hiền trí rồi, mà kích hoạt được tinh thần học hỏi của các bạn, thì chúc mừng các bạn, cuộc đời của các bạn có một điểm chạm vô cùng lớn. Nhá, rồi đến cái điểm chạm thứ hai này, trong cái tiến trình chuyển nghiệp này, đó là kích hoạt năng lực tư duy. Cái giai đoạn này thì nó lệ thuộc vào hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất là nghiệp quá khứ của các bạn. Tức là những cái bẩm sinh của các bạn có thích tư duy không. Và cái thứ hai là vẫn lệ thuộc vào ông thầy.
Có những người thì ba mẹ chính là thầy, còn có những người phải có những vị thầy lớn mới mới là thầy thì tùy. Nhờ ông thầy đó mà chúng ta thích tư duy, chứ chúng ta không thích học vẹt. Ở Việt Nam của chúng ta là rất thích học vẹt, rất thích điểm 10, điểm 10 học vẹt cũng được, còn 6 điểm mà do tự tư duy ra là bị chê. Nên cái năng lực tự tư duy, tự nhìn nhận vấn đề chính là một trong những năng lực giáo dục khai phóng đấy. Giáo dục khai phóng là anh phải tự nghĩ, chứ còn người khác nghĩ nhét vào đầu anh thì còn gì nữa. Đó. Thì cái năng lực tư duy sâu này này chính là năng lực quan sát, phân tích, đúc kết, chính là những trăn trở thao thức lớn đấy. Những trăn trở thao thức lớn nó kích hoạt cái điểm chạm tư duy đấy. Nha. Và khi các bạn tư duy đủ lâu, tư duy đủ sâu thì một tầng nhận thức mới được kích hoạt. Chúng ta bắt đầu nhìn đời bén hơn, nhìn đời rõ nét hơn, đúc kết thành những công thức tinh hoa hơn, đơn giản hơn, là các bạn kích hoạt được một cái tầng mới gọi là tầng nhận thức. Lúc này chính thức tâm thức của các bạn bước lên một bậc thang, không còn quay trở lại bậc thang cũ được đâu. Ví dụ tôi đảm bảo rất nhiều các bạn ngồi đây về quê mà nhậu là các bạn không nhậu được rồi. Uống 1-2 ly bia vào là các bạn bắt đầu chán rồi. 4-5 ly là các bạn thấy vô vị, ngồi với tụi này suốt ngày như này có mà chết. Nhưng ngày xưa cách đây 10 năm thì các bạn thấy nhậu hay lắm. Nhưng tại sao các bạn đến năm khoảng 30 mấy tuổi các bạn làm lụng, các bạn phát triển bản thân khá tốt rồi, các bạn về quê lại thấy mấy cái thằng bạn của mình bây giờ nó suốt ngày nó rủ mình đi nhậu, các bạn thấy vô duyên quá. Vì tầng nhận thức chúng ta đã được kích hoạt lên một tầng cao hơn thì tự nhiên các bạn không bao giờ quay trở về tầng nhận thức thấp hơn được nữa. Bây giờ các bạn, tôi lấy bịch kẹo cao su ra tôi rủ các bạn để tôi bắt cóc các bạn tống sang Campuchia, tống sang Trung Quốc, tôi có rủ được không? No. Các bạn đâu có tầng nhận thức của một đứa trẻ 5 tuổi nữa đâu mà đòi lấy cái bịch kẹo ra mà rủ. Nên khi chúng ta bước lên cái tầng cao hơn về nhận thức thì không bao giờ quay trở về tầng nhận thức thấp hơn được nữa. Không bao giờ quay trở về được nữa nha. Và có một cái câu chuyện trong nhà thiền rất hay, là có một vị thiền sư đi trên một cái chuyến đò. Anh lái đò chèo cái ghe qua sông, và trên cái bờ, trên quá trình chèo cái ghe qua sông thì ông thiền sư thấy có một con bò cạp bị chết đuối. Ông ta thò tay ra vớt nó lên. Thì ông ta vừa thò tay gần chạm vào nó thì nó phóng lên nó cắn ông cái. Ông rút tay lên kịp, xong ông ta thò tay ra cứu nó. Vài lần như vậy thì ông ta cứu được nó. Thì cái ông lái đò mới hỏi là tại sao ông lại đi cứu nó trong khi nó đang cắn ông, kệ cho nó chết luôn đi. Thì ông thiền sư ông ta nói Cắn của cái người khác là bản năng của con bò cạp, còn cứu người là bản năng của tôi. Tầng nhận thức của tôi là tầng cứu người, còn cái tầng phản ứng cắn lung tung là cái tầng nhận thức của loài thú. Mình chấp nhận mình cứu nó thì vấn đề nó phản ứng với mình là bình thường, không vì thế mà mình bỏ cái tầng nhận thức của mình xấu đi. Các bạn thấy chưa? Nên khi chúng ta đã kích hoạt được cái tầng nhận thức đi vào chiều sâu thì nó không bao giờ quay về tầng thấp hơn nữa. Còn nếu nó quay về tầng thấp hơn tức là tầng nhận thức của các bạn kích hoạt chưa xong, vẫn còn hời hợt. Ví dụ các bạn nói tự nhận mình là người sống đạo đức, một ngày đẹp trời nó mang tiền đến vẫn cứ mua chuộc được mình, tức là đạo đức của các bạn vẫn còn hời hợt, vẫn còn dùng tiền để đổi được nhân cách của mình thì chưa thể gọi là sâu được. Đấy. Và điểm kích hoạt nữa rất quan trọng, đó là trong quá trình thực hành, trong quá trình ứng dụng, hành động, làm thử đi, thì điểm kích hoạt hành động nó phải có nhiều khó khăn. Còn nếu thuận lợi quá, điểm này không kích hoạt. Các bạn làm một việc gì đó mà cứ thuận lợi từ đầu đến đuôi, thuận lợi hết 70 năm cuộc đời, thì tôi đảm bảo các bạn không trưởng thành được. Đến Đức Phật đi tu mà còn đầy khó khăn trở ngại. Cái quá trình giảng 3 năm của Chúa Giê-xu đầy khó khăn trở ngại, đến mức độ còn bị đóng đinh trên cây thập tự giá. Đấy là những cái tấm gương vô cùng vĩ đại, chúng ta còn thấy cái điều đó. Nên chúng ta đừng hy vọng chúng ta bước ra cuộc đời, chúng ta hành động mà thuận lợi. Ngây thơ. Chính nhiều khó khăn là một điểm chạm rất tốt để kích hoạt cái sự hành động này đi vào chiều sâu. Và tiến trình kích hoạt nội lực, chuyển hóa chính bản thân của các bạn, nó có 4 cái điểm chạm này. Tiến trình của nó chỉ có học, hiểu và hành thôi, nhưng nó có đến 4 cái điểm chạm. Điểm chạm của ông thầy kích hoạt tinh thần học hỏi, điểm chạm kích hoạt năng lực trăn trở tư duy sâu, điểm chạm nâng tầm nhận thức kích hoạt lên, và điểm chạm hành động trong khó khăn và trở ngại, coi nó là một chất xúc tác để chúng ta lớn lên. Thì những anh chị nào mà hiểu được cái yếu tố này và chịu khó vận dụng đó thì chúng ta cũng sẽ chạm sâu hơn, chuyển hóa tốt hơn, thay đổi vận mệnh tốt hơn,
số phận của chúng ta nó lật sang trang mới. Vậy thôi. À. Subscribe, nhấn vào nút chuông để nhận được thông báo khi có video mới nhất từ thầy Trần Việt Quân bạn nhé. Chánh kiến phiên bản mới, cập nhật nhiều nội dung, lôi cuốn, hấp dẫn, chuyển hóa bản thân và gia đình, đánh thức ý nghĩa cuộc đời, phiên bản mới. Truy cập bka.edu.vn/ck3h.